cả các bạn quay trở lại với channel của mình, và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta lại đến với tập tiếp theo ở trong series Thần Rồng. Đó thì lần trước mình đang sở hữu cái thanh kiếm này. Trời ơi, thanh kiếm này thì nói chung là 20 sức tấn công, nó cũng khá là VIP, nhưng mà mình nghĩ rằng là không đủ sức lực để có thể đánh cái con rồng siêu to khổng lồ. Thế nên đâm ra là ngày hôm nay đây mình sẽ chế tạo thanh kiếm này các bạn. Một thanh kiếm nó cùng với cả màu sắc của mình luôn. Đấy, 7 sắc cầu vòng luôn. Đấy, thanh kiếm huyền thoại lên nâng cấp từ 3 thanh kiếm bình thường. Trời ơi, nhưng mà cần đến một cái kiểu như cái này, cái Nether Star ấy, nhưng mà cái này là phiên bản 7 màu các bạn. Mình phải tiêu diệt con Guida 7 màu cơ. Thì chúng ta sẽ được cái thanh kiếm huyền thoại này, 20 sức tấn công, nhưng mà nó có một cái kỹ năng rất là xịn sò. Thì xịn như thế nào thì tí nữa mình chế tạo xong mình sẽ cho bạn biết nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ phải đi ra xa một xíu. Bởi vì sao? Bởi vì là cái này ấy, thì là một cái quặng rất là hiếm và nó thường hay có ở sa mạc. Thế nên là mình phải đi... À đây, vừa nãy mình may quá mình kiếm được một cái sa mạc ở gần mình luôn. Đấy, mà đây lại có một cái kim tự tháp. Thế là tiện thể là xuống đây xem. Ui, có chó đây này, mình nên thuần phục nó không nhỉ? Hay quá nhỉ. Từ nha, đặt cái điểm đây đã, mình sẽ thuần phục mấy con chó này vào. Ô, sao con chó nào tự nhiên... À, cẩn thận. À, cẩn thận các bạn ơi. Cẩn thận là mình... Mày lão. Mấy con quái vật. Cẩn thận là mình đang mặc cái bộ áo giáp này. Mình chỉ sợ rằng là mình lao từ trên trời rơi xuống là mấy con... nó gây sát thương cho mấy con chó đấy. Đây, chúng ta sẽ đặt điểm ở đây. Điểm số 1 đấy đi. Đấy, xong rồi thì... Ủa, cái này là cái gì đây? Mình đang đứng ở... À, cái khu này là khu mai à? Wow. Oh. Wow, trời ơi, ra vậy. Thế mình có thể là đi xuống đây à? Rồi bây giờ mình sẽ xuống thử cái kim tự tháp này xem có gì không nhá. Lấy cái búa này đi. Trời ơi, cái mai này, cái map này mình xuyên nhìn xuyên được mai luôn. Ôi, bật cái nhìn trong bóng tối. Ê, sao con gì nó đánh mình chết luôn đấy. À, mày bắn cái gì? Mày thích bắn không? Láo thật sự. Ui trời, tí nữa. Ê, trời ơi, mấy con quái vật khoáng sản. Đấy, mình sẽ... Ui, cái này là cái móng vuốt của nó à? Đấy, mình nhặt mấy cái này đi. Mấy cái này lợi hại lắm, xem chế được cái gì không. Ui, được sắt luôn các bạn, xí thế, vứt luôn. Rồi, chúng ta xem làng dương này có gì nào. Emerald này. Wow, có cuốn sách Midding này. Cái này sửa chữa giúp cho mình rất tốt đấy. Tính ra mấy cái này mình không cần lắm các bạn ạ. Ui, có yên cưỡi là phải cần. Trời ơi, yên cưỡi là một cái thứ gì đó rất là quý giá đấy. Đừng có đùa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi rồi. Mình sẽ đi... đâu nhỉ? Vừa nãy là mình đang nhìn cái bản đồ đấy, nó lại mất rồi. Đây, mình sẽ nhìn cái bản đồ đó. Ở dưới này thì nhìn dễ hơn này. Không, đi ra hướng này đi. Mình sẽ đi ra mấy cái hướng. Ui, mấy con quái vật này ác thật. Mấy con quái vật khoáng sản này. Ây, các bạn biết vì sao mình không bay đâu? Bởi vì mình đang bị hiệu ứng ạ. Ui, để mình kiếm cái quặng kìa đã. Mấy con này ác thật sự, cứ đuổi mình hoài luôn. Mày làm sao? Có tuổi đấy, nhưng mà tuổi già. Trời ơi. Ui, lại có mấy con quái này. Con kia là quái vật crystal à? À đâu, gold các bạn, quái vật vàng các bạn ơi. Ồ, lên cấp à? Mãi vẫn chưa thấy cái con cười nhờ. Không thấy cái game 7 màu ta. Mình chỉ cần một viên game 7 màu thôi là mình... Ui, mình có thể là mình mang về đổi. Nhưng mà khổ lỗi là không thấy cái... Để tiêu diệt mấy con này. Mấy con này phá đám quá, ngáng đường mình các bạn. Mấy con này đang ngáng đường mình. Úi dồi, ngáng được láo thật sự. Đấy, các bạn thấy không, bị nặng luôn. Không bay luôn. Úi dồi, mày láo. Đấy, nó cứ đánh mình bị nặng, mình không bay được, đâm ra cứ mỗi lần. Rồi. Úi, không có gì luôn. Ủa, mình đang đi đâu này? Tính ra là bên này thử đi ra hướng bên này đi. Nó đào mãi mà chưa thấy cái game này nhờ. Buồn cười thật sự. Ấy, còn cả cái con này. Mày làm sao? Trời ơi, Láo. Rồi, mình cứ đào banh cái chỗ này lên. Thể nào chả có cái game 7 màu bạn ơi. Không phải floor đâu. Mà mỗi tội là khó chịu. Ui, nó lại cho mình cái chân này. Mình lấy cái chân của nó về làm cổ vật đâu. Cái này mấy cái này. Ui, đổi ra cái thạch anh luôn ạ. Thạch anh Nether luôn ạ. Xịn xò phết đấy. Con gì nó kêu đấy. Ui. À, đây rồi. Có căn cứ được các bạn ơi. Rồi. Ok, mình đã thấy căn cứ ở đây. Đây chính là cái nơi sinh sống của mấy cái con quái vật 7 màu này.
Đó, trời ơi, thế thì mình không cần phải. Nó có hai cách sinh sinh tồn các bạn. Ui. Đó là một là cái quặng nó xuất hiện tự nhiên, hai là mình ui. 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 Con này ghê gớm lắm. Hai là nó xuất hiện một cái căn cứ có những cái con quái vật bảy màu và nhiệm vụ mình đó là phải tiêu diệt bọn này. Wow, nó xương này. Xương bảy màu luôn. Đấy các bạn thấy không? Ghê gớm không? Có quần áo này, có tên. Cái gì? Thấy không? Các bạn thấy không? Chưa gì nó bắn cái mũi tên. Ui, đồ. Đó, không sao. Chúng ta cứ lấy một set đồ này về, yên tâm là mình sẽ có. Ui, có cái sửa chữa mà, lo gì? Mày đó. Mày láo. Mày láo. Rồi, chúng ta sẽ nhặt hết này. Ui. Có nhiều đồ quá. Láo này, may quá có cái thanh kiếm này nó chém xa các bạn ạ. Đó, dăm ba mấy con này là chém không chém phát nào luôn. Rồi, nhặt quần. Ui. Tính ra là hôi của mấy con này cũng xịn sò phết nhờ. Rồi, mình sẽ nhặt mấy cái này đi. Wow. Ai xa. À, con skeleton này. Láo nháo. Rồi, chúng ta sẽ nhặt những cái viên gạch này về. Mấy viên gạch này là sẽ có ích nha. Ui, cái này là gì đây? Cái này là bone à? Ui, block xương à? Ghê gớm vậy. Rồi, chúng ta có một cái cung này. Rồi, nhặt hết. Đây có gạch. Gạch đá thì nhặt hết các bạn này. Trời ơi. Ok, tính sau nha. Mình sẽ đi tiêu diệt cái bọn quái vật ở đây đã. Con này nó ẩn đây lâu lắm rồi này. Wow, đào tính ra là vỡ tổ của chúng nó luôn đấy. Ui. Ui, trên này đông đấy. Đổi vũ khí. Ai, em nhầm vũ khí anh ơi. Ui, trên này có cả blazer luôn. Bờ blazer của chúng tôi. Thằng kia nó cầm vũ khí. Ấy, có giáp này. Ui. Con gì đây? Ui. Nào làm gì mà ghê vậy? Các bạn thấy không? Cái vũ khí đây. Ui. Ui. Ui, có blazer ở đây bảo sao. Ui. Bảo sao. Nó mạnh thế. Ui. Để là mình tiêu diệt bọn này đã. À, đây có cái dương này. Đằng sau mình có cái dương các bạn. Rồi, ok. Rồi. Ui dồi ôi, đánh bọn này mệt dã man. Ui, có kiếm luôn này. Đỡ mất công chế tạo. Ngon. Ui, gậy. Để nha, cất hết đồ ở đây đã. Làm gì thì làm các bạn đây. Cất đồ đã, lượm đồ đã. Giờ tầm này là phải lượm đồ rồi. Đồ xịn. Không lượm hơi phí. Không lượm thì phí. Rồi, chúng ta sẽ nhặt hết. Rác giết thì không cần biết các bạn. Cứ nhặt hết xong rồi tính sau. Có kiếm này. Ui, kiếm luôn ạ. Giày rồi, ok, giày nhặt luôn. Barotec chứ các thứ là nhặt hết nè. Ôi, xin chào các bạn. Láo này. Ui, căn cứ con này cũng rộng phết nhá. Wow, con này. Mày láo. Ui, khỏe lắm, thằng này khỏe lắm. Ui, thằng này đã thấy là còn thủ lĩnh thủ liếc kìa nữa. Rồi, chúng ta nhặt được tất cả là mấy thanh. Ba thanh kiếm thì phải này. Hết chưa ta. Ui, đây có cả kính này. Wow, xịn vậy. Ui, kính này nhìn thích dã man luôn các bạn ơi. Hoa hết cả mắt. Thực sự là hoa hết cả mắt luôn. Rồi, cái này không biết là nó sẽ đổi ra được cái gì không. Cái bone này mình thử xem là cái block bone này nó đổi ra được cái nó chế tạo từ xương nữa các bạn ạ. Nhưng mà nó không đổi được ra. Trời ơi, mình chắc là mình không lấy nó nữa. Kệ nó đi. Ui, cái này là wow, đam level 3 luôn. Wow, ở đây có game này. Rồi, chúng ta có một cái dương báu ở đây. Ui, có xẻng luôn. Ngon. Trời ơi, bao nhiêu đồ ở đây luôn ạ. Cung này. Ui. Oh my god. Cung xịn dã man. Trời ơi, kho báu thực sự. Rồi, thêm một cái op này. Ui, xịn thế này đi. Sao không nói sớm. Ui, có một cái đầu này. Mấy cái mà thành block. À, tí nữa mình có xem nào có. Ui, 25 game này mình về. Mình có cách rồi các bạn. Biến thành block được rồi. Ok, bây giờ là chúng ta sẽ chắc là về thôi các bạn ơi. À, nhặt được cái gì đâu. Ở đây là có vừa lấy bột xương ở đây à. Cái này phải bột xương không. Ui. Rồi, bây giờ mình sẽ về nhà nhá. Về cái khu này đã. Ui trời, đã tối rồi này. Thôi, tối thì kệ tối thôi. Ở nhà mình sợ cái gì. Đây, thì mình chắc là mình sẽ bỏ vào đây chăm rồng trước đã. Làm gì thì làm. Đấy, chúng ta sẽ bỏ cá vào đây để lấy đâu đó khoảng một stack cá. Ui. Bằng này có chăn rồng mà. Toài con gà mái luôn. Nào, các em xếp hàng ăn cho chồng lớn nhá. Trời ơi, bé nào cũng có phần. Ăn đâu bao giờ. Kiểu như là lăn lăn thì thôi các bạn. Bình thường là rồng nó bay phải không.
Đấy thì mình sẽ chăn cho nó lăn lăn đi. Béo lúa luôn, mũm mĩm luôn. Đấy, trời ơi. Đó. Tuy là con rồng nhưng cầm tinh con heo. Ok, ăn no đến nỗi mà không ăn được nữa rồi các bạn thấy không? Bạn thấy rồi chứ? Rồi bây giờ mình sẽ vứt những cái không cần thiết đi, vứt cá đi. Vứt cái này đi. Đâu xem nào. Xương này này. Chắc là mình vứt luôn cái set đồ này đi quá à. Bởi vì là ôi ở đây có midding này, có mấy cái set đồ hỏng mình vứt đi các bạn ơi, chế nó dễ mà. Cho đỡ nó rác. Cái này cũng vứt đi này. Ôi cái này cũng vứt đi các bạn. Cái này nó chả có enchant gì luôn. Cái kiếm này à. Cái kiếm này bỏ đi nhá. Rồi ôi có cái gì đâu. Vừa nãy là mình nhặt, nhặt vội thì cứ nhặt thôi. Rồi ok. Giờ thì mình sẽ chế cái cung này có này. Cung này uầy, cung này cùi bắp vớt. Xem nào, xẻng này, cung này xịn này. Cái cung này cái chỉ số rất là xịn sò luôn. Bây giờ mình sẽ chế cái block đã. Trước tiên là chế cái block. Hình như là cái này, ui. Cái này nó không xuất hiện, hình như là cái này nó không không đổi được trong cái bàn này rồi. Thế thì bắt buộc mình phải chế block, sau đó mình nhân bản nó bằng cái quyển sách kia rồi các bạn ơi. Đây, chính xác là cái block này. Sau đó lấy cái cuốn sách nhân bản vô tính rồi. Để mình có thể là mình đấy, nhân giống nó luôn các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ mang cái cuốn sách này ra đây để đào cho dễ. Đây ra bên này, ra xa xa một xíu. Đấy làm cho mấy block luôn. Mấy block luôn, ngon luôn các bạn. Đấy thôi, chỉ cần kiếm được một block thôi. Thích bao nhiêu cũng được các bạn. Thích bao nhiêu cũng được hết. Ôi ôi đã chưa. Đã cái gì đâu. Thích bao nhiêu cũng được. Thích bao nhiêu cũng được. Mỗi tội là ui, có sức để đào hay không thôi. Rồi 35 block. Ui trời ơi. Ui cả đống luôn. Thoái cả mái luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chế tạo cái kiếm bạn. Ba cái kiếm. Ui. Nhưng mà để có thể là còn cái ấy nữa. Chết dở rồi. Còn cái sao nè dài nữa. Mình mới kiếm được một cái đầu mà. Ôi nhưng mà cái đầu này như là block. Xem nào. Ừ đúng rồi. Ui. Ui cái đầu này là block. Ngon luôn. Úi giời ơi. Nó lại hợp lý luôn các bạn ơi. Lý luôn, hợp lý luôn. Trời ơi, cái... đấy bất kỳ cái gì là block thì mình cũng thể nhân bản được mà. Trời ơi. Chuẩn chuẩn bài luôn các bạn. Chuẩn cơ mẹ nấu luôn đấy chứ. Rồi, bây giờ là có cái đầu này rồi. Thì mình ôi chết rồi, phải cần một cái rất là đặc biệt, đó là cái cát. Khổ máy quá. Hay là có cần cái cát này này. Cái cát này giống như kiểu cát linh hồn vậy, nhưng mà đây là cát để màu. Chúng ta phải cần đến ui bốn cái này, không biết mình có đủ không. Ui vừa đủ, vừa đủ. May là thế nào lại cái này, vừa lấy mình đánh cái con người xương nó rơi ra phải không, hay là đánh cái gì đây nó rơi ra mình không nhớ rõ. Rồi vừa đủ. Ui sống nhân bản liền, nhân bản liền. Trời ơi, đừng có TNT nha, đừng có làm lúc gọi là buồn nhá. TNT tầm này là thôi đấy, có mỗi một block thôi, nổ là thôi ăn cám luôn đấy. Rồi ok, chúng ta chuẩn bị chiến đấu với một con quái vật. Quái vật có tên đó là sao con hổ kia. Con Guida bảy màu, con này sức mạnh ghê gớm lắm các bạn ạ. Ok, nhưng mà thì thật đấy, ghê gớm làm sao bằng TNT được. Nổ đi em. Nói chung là khi cái quả TNT này nổ thì mình không thể phá được các bạn. Mình không thể nào phá được nó, nên bắt buộc là mình phải chạy thôi. Nó quá là mạnh. Kiểu như là mình không thể nào mà làm cách nào để phá được cái, dùng mấy cái này không đào được. Thôi cho nổ nhá. Rồi ok, 48 cái cát này rồi. Thì bây giờ là mình sẽ dùng cái thanh kiếm 20 này cũng được. Đấy, ăn quả táo vàng nhìn chan vào. Chúng ta sẽ đi ra triệu hồi cái con Guida kia nhá. Để lấy một cái sao nether. Trời ơi, sao nether với chúng tôi đây. Cắt mày đi, cái gì đây mày kêu gầm cái gì đây. Cắt tiết không. Ủa nó đi ăn mấy con. Ăn mấy con ngựa ạ, con hổ ăn ngựa luôn. Đây ta sẽ đặt mấy cái này vào đây đã. Ok, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị vào vị trí. Giờ mình sẽ cho ra xa một xíu. Đây ra cái khu vực vắng vắng đi. Đây có con rồng phải không nhỉ. À không không không, chỗ con rồng con khác. Đấy, chúng ta sẽ làm một cái đấy đơn giản thôi. Chuẩn bị này. Gây chuột gây chuột gây chuột, mạnh lắm đây, đừng có đùa, đừng có coi thường nó. Trời ơi. Nhưng mà phải tiêu diệt con này. Ui. Ui các bạn nghe thấy gì chưa. Ui. Dã man chưa. Ui. Chết tở, nó bay như. Làm sao. Mày sao. Ui cái này khỏe đấy.
Ui. Mày là đứng lại. Trời ơi, bắn như kiểu là máy bay. Ui, máy bay. Xuống đi em ơi, làm ơn xuống đi. Xuống đi em ơi. Em gì ơi, xuống đi. Đánh nhau ở dưới này cơ mà. Xuống đi làm ơn. Ghét thật sự luôn các bạn này. Con này nó chạy lại thế nó bay được, nó cứ đẩy mình lên cao thôi. Rồi chết luôn. Nào. Có ngon xuống đây solo. Ui, nó bắn mình không chinh nhê luôn. Rồi mình có kỹ năng mà. Kiếm này cũng xịn phết đấy, đùa. Nhưng mà tí nó kiếm được xịn hơn. Ui. Trời ơi, anh không trượt con nào luôn. Đấy. Cứ đứng đây là các bạn này. Nó làm gì được mình đâu. Rồi ok, nó bị hỏng gọi là áo giáp rồi. Giờ này mình đánh nó đau lắm này. Đấy, nó hạ cánh an toàn rồi. Ok, hạ cánh an toàn thì chúng tôi chết liền. Ui, nghe như kiểu nổ pháo hoa. Mày làm sao? Wow, chúng ta lượm được cái gì đây? Nether Star đây rồi. À đâu, nhầm. Đây là cái, phải nói chính xác hơn là cái ngôi sao 7 màu các bạn. Ok, bây giờ mình về. Mày nhìn 10.000 này. Đấy, bây giờ mình về nhá, chế tạo thôi. Tầm này về nhà rồi các bạn ơi. Làm gì nữa. Trời ơi, đồ xịn là phải về nhà liền. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chế cái game. Thì chúng ta phải chế cái gậy này trước này. Tổng cộng là cần 3 cái que này này. Đấy, sau đó thì mình sẽ cất mấy cái đồ linh tinh này đi. Nào, cất cái này đi, cất cái quần này đi. Áo miếc, mũ miếc, cất hết đi. Giờ chúng ta quan tâm đến kiếm rồi, để tí nữa mình tiêu diệt cái con kia. Bây giờ là mình sẽ chế cái kiếm này phải không? Đây, chính xác là cái kiếm này. À đâu? Ờ đúng rồi, cái kiếm đấy chứ. Ok. Là chúng ta sẽ chế ba thanh kiếm củ chuối này phải không? Giống nhau nhỉ. Ok, 3 thì 3, làm gì mà căng. Đấy, 3 hay 4 nhỉ? Mình nhớ đâu xem nào. 3 hay 4 ta? 3 hay 4 là 3. Ừ đúng rồi, 3 các bạn. Xếp tam giác, mình cứ tưởng 4 là xếp. Rồi, bây giờ chúng ta đã được thanh kiếm huyền thoại rồi. Đấy, 20 sức tấn công, nói chung là ngang hàng thôi. Nhưng mà kỹ năng của nó tí nữa các bạn sẽ biết nhá. Ồ, nó ghê gớm lắm. Đây, bây giờ mình sẽ ép luôn cái. Chắc là chưa chế tạo bàn nhìn tra được rồi. Midding này, sửa chữa, từ đã xem nào. Power, sức mạnh này, không phá vỡ này. Ồ, không có gì à. Hỏng rồi. Đâu xem nào, còn cái gì đâu. Thế mình bắt buộc là phải chế bàn nhìn tra à. Đâu xem nào, bàn nhìn tra xịn sò đâu nhờ. Bàn enchant. Có bàn enchant xịn sò các bạn ơi. Cần vàng này. Ôi, mắt có. Chế được luôn các bạn ơi. Ơ rồi. Cái mắt Ender vừa lấy. Mình không có mắt Ender à? Mình nhớ rằng là mình có cái mắt Ender mà. Giỏi luôn, nhớ lầm luôn. Nhớ hôm nào luôn. Thế nó mắt Ender bề chế của gì đây? Ngọc chế từ ngọc Ender. Chúng ta có thể chế từ ngọc Ender. À đây rồi, có liền các bạn đây. Có liền các bạn ơi. Đây mình có thể là chế. Đấy, được luôn cái ngọc nhá. Giờ thì mình sẽ chế cái mắt. Thì chúng ta sẽ cần cái blazer này. Ui, chế nhiều cái linh tinh quá ta. Ok. Giờ thì mình sẽ chế cái bàn enchant xịn sò cho các bạn xem đã. Chúng ta sẽ phải cần một bàn enchant bình thường. Bàn enchant bình thường sẽ cần một cái quyển sách. Và chúng ta sẽ phải lấy cái. Ủa, bàn enchant của mình đâu rồi? Bàn nhìn trang di động rồi. Ui, nhiều đồ quá, mình nhìn hoa cả mắt. Hoa cả mắt luôn. Đây chúng ta sẽ lấy cái này ra để chúng ta lấy một cuốn sách free. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ chế tạo bàn nhìn trang bình thường. Sau đó thì chúng ta cần vàng và một. Ui, trời ơi, vàng à. Vàng đây có này. Một cái cuốn sách này. Mực. Wow, lông gà. Ok, mực phải không? Có con mực nào không? Lông gà đây. Rồi, ok, chúng ta sẽ có lông gà, mực. Đi kiếm mực. Đây, mình ra test luôn các bạn, anh kiếm nha. Mực, đâu nhờ, thuốc nhuộm màu rồi. Ui, đây có mấy con gì mà ghê gớm này. Hello. Ghê chưa? Các bạn thấy ghê chưa? Các bạn thấy ghê chưa? Các bạn thấy ghê chưa đã? Ghê chưa đã? Ếch với chúng tôi à? Ếch nhái với chúng tôi à? Ếch nhái với chúng tôi à? Ui, ở đây nhiều cá thế. Thôi mấy con này cho mình nhiều cá dã man luôn này. Đây chúng ta sẽ xuống đây tìm lượm mấy cái túi mực. Đứng lại em ơi, đứng lại em ơi. Rồi, về rồi. Ê,
Con này liều thật lắm, thích đánh nhau với mình ạ. Nó thích kẹo đòn. Ui ui, cẩn thận nha, đi qua đây là mất đồ đấy. Mấy thần tiên tỷ tỷ này là hay lấy trộm đồ của người khác lắm, nên là mình phải cẩn thận các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chế một cái sách vào. Đây, lấy sách thì đơn giản, lấy sách vĩnh cửu đây, Infinity đây. Lo cái gì. Rồi tiếp tục lại là một cuốn sách tiếp. Bao nhiêu cuốn sách cũng được hết các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ có một cuốn sách này. Cần vàng nữa thôi. Úi dồi, vàng thì thiếu gì đâu. Đây đào một cái. Đây đào một vứt cái này đi nhá. Một block này là đu đủ rồi. Đó, ok, vứt cái đuốc này đi. Quá là nhiều đồ. Sorry các bạn nhá, nhưng mà mình không cố ý đâu. Thực sự là nó phải như vậy. Rồi chúng ta sẽ đặt vào đây. Để mình nhìn chán cái kiếm này trước đã. Chắc là lấy cái sắc bén các bạn ơi. Đấy, sắc bén 5 này. Knockback này. Úi dồi ôi. Looting không? Có lấy looting không? Ok, fine này. Looting này. Không đủ level, không đủ level. Level cao quá. Rồi, không sao, chúng ta sẽ lấy lại. Thế nào? Unbreaking à? Ok, phá vỡ đi. Rồi, tạm thời thế đã các bạn ơi. Một con rồng của mình chưa lớn này. Giờ đến giờ là mình ra mình tẩm quất con rồng rồi. Rồng ở hướng nào nhỉ? Xem sức mạnh của thanh kiếm này. Hello, xin chào bạn Hiền. Ấy ấy, chết rồi. Bạn Hiền gào ghê quá đấy nhở. Ghê quá. Ui. Đẩy mình. Nó đẩy mình các bạn. Nó đẩy mình. Ui. Đẩy mình à. Đẩy ai? Đẩy ai? Đẩy ai? Đẩy ai? Đứng lại. Đẩy ai? Đẩy ai? Đẩy ai? Đẩy ai? Đẩy ai? Ui. Đẩy ai? Láo. Ui. Các bạn thấy không? Sức mạnh của thanh kiếm này nó chém. Ui. Nổ khắp người luôn. Đẩy ai? Đẩy ai? Đấy, cái này yếu, 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 yếu. Cắm đầu ạ. Chạy ạ. Chạy, chạy đi đâu em ơi? Chạy đi đâu em ơi? Ủa, nó gắp mình đấy. Gắp mình đấy. Gắp mình đấy. Ôi, nó gắp mình đấy. Nó gắp mình đấy. Đứng nó chạy. Mày chạy đi đâu? Đánh con rồng này cũng mệt thật sự các bạn ạ. Chắc là mình không dùng cung để bắn nó đâu các bạn ơi. Dùng kiếm đánh nó thích. Bình thường là mình hay dùng cung mà. Mày làm sao? Mày làm sao? Ủa. Chết luôn. Trời ơi, có tuổi đấy nhưng mà là tuổi già nhá. Ok, dập lửa, dập lửa, dập lửa, dập lửa, dập lửa, dập lửa. Thằng này dập lửa đó các bạn ơi. Dập lửa, dập lửa. Yêu, yêu. Cháy, 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 cháy sừng, cháy nha. Bữa làng nữa rồi, cháy, cháy sừng, thế nha. Được rồi. Hết chưa, hết chưa, hết chưa, hết chưa, hết chưa. Mình phải dập hết lửa đi sau đó để cho nó đỡ. Ui, con xác con rồng này to dã man luôn đấy. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đến giờ. Đâu nhỉ? Úi dồi, đến giờ lượng rồi. Thấy quả trứng nào rớt ra chưa? Ê, không có quả trứng nào à. Rồi, toang luôn các bạn ơi. Đi bụi một sải luôn. À đấy rồi, có quả trứng Emerald. Ngon lành kênh đào rồi các bạn ơi. Rồi, các bạn thích bao nhiêu quả trứng Emerald nào? Rồi, chúng ta sẽ có thể là thoải mái luôn các bạn ạ. Đấy, vảy rồng thì mình yên tâm. Yên tâm là mình có khá là nhiều. Đấy, hẳn một hơn một stack cơ. Ui, thoải mái, thoải mái. Rồi, về đây. Giờ này mình sẽ về. Ui, hên nhờ. Tính ra ngày hôm nay là mọi thứ đều mọi lượng, nói chung là đều kiểu như là ủng hộ núp đấy. Bạn thấy không? Không có cái gì là không ủng hộ luôn ạ. Rồi, thử nhân giống xem nào. Ui, trứng rồng này thì không thể nào mà cho vào bàn đổi như được. Nhưng mà nhân giống nhờ cái quyển sách này thì chắc là được. Bởi vì nó là block mà. Ê, 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 nhầm, nhầm, nhầm. Cái quân á. Xem nào. Ơ, không được, chết giờ rồi. Bip à, lừa bip à. Không được các bạn ơi, không nhân giống được. Trời ơi, loài rồng này là bét rồi. Rồi, ok, thì có lẽ rằng là cái quả trứng rồng này nó không thể nào mà nhân giống được các bạn ạ. Có quả trứng rồng của loài rồng ác này ấy, thì nó chắc là mình nghĩ rằng là nó không nhân giống được. Thế là thôi, bây giờ bắt buộc mình phải sử dụng một quả trứng rồng duy nhất để có thể nướng nó lên rồi. Đấy, bằng cách đó là dùng bật lửa và châm nướng thôi. Nó tỷ lệ ung hay không thì hên xui nữa các bạn ơi. Lấy được một quả trứng rồng thì nó rất là may mắn rồi. Nói chung là còn ấp được nó nở ra hay không lại một điều khác nữa các bạn ạ. Thì chắc có lẽ rằng là để tập sau đi. Ok, thì nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhấn đăng ký kênh của núp nha. Và đừng quên comment ý kiến bạn phía dưới. Và xin chào, gặp lại. Bye bye. Bye 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 bye.